Hello anh em đã đến với kênh YouTube của tôi. Ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ làm một clip chơi là Geometry Dash Sub Zero nha anh em. Thì lúc trước ấy thì mình quay video trên điện thoại và đây là lần đầu tiên thì mình chơi trên máy tính thì nói chung là không hay đâu. Đầu tiên thì đây mình đã tải về rồi đây. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ chơi mình phá đảo cái màn đầu tiên đi ha. Đây có ba bàn này. Đây bây giờ tôi sẽ phá đảo lần đầu tiên trong nhanh nhất nhá. Ok fine. Rồi. Màn đầu tiên khá là đơn giản. Anh em nào muốn chơi có thể tải về mà chơi. Wow, yeah. Ui trời ơi. Đây rồi. Cái màn thứ nhất này thì khá đơn giản. Mình có thể là mình sẽ cố gắng phá. Ok. Mình sẽ cố gắng lần này là phá đảo luôn màn này nha anh em. Nhạc rất là hay luôn. Restart. Nhà sản xuất toàn cho những cái nhạc gọi là đỉnh của chóp vào đây thôi. Nghe rất là phê luôn. Đây gọi là vào đây để nghe nhạc chứ không phải là vào đây để chơi game. Và chúng ta vượt qua một thử thách rất là dài. Và mục đích chỉ để nghe nhạc thôi. Chỉ để nghe nhạc thôi, chả làm gì nữa. Ok. Bàn này đơn giản lắm anh em, mà mình qua cái một thôi. Đây cái máy bay này mình sẽ lấy xu nha. Đó, lấy xu. Ok fine. Tôi rất là ổn nhưng mà không biết là tới đây sao đây. Rồi ok. Ok. What the fuck. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trên máy tính. Cảm giác rất là gọi là chưa mốt. Máy tính thật sự là nó chậm hơn. Anh em điều khiển chuột ấy, nó chậm hơn cái điện thoại. Anh em cứ chơi trên điện thoại đi nha. Ok. Ok, bye. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, boy. Hay lắm. Ok. Khó phải trưởng luôn. Ôi. Yeah boy. Oh fuck. Ok.
Tiếp theo nè. Yeah, anh em. Ok, tiếp theo nào. Tôi sẽ cố gắng phá đảo luôn cái màn thứ hai này. Ok, phá hai mới vào chết ngay lập tức luôn. Rồi. Cái bàn này nhạc rất là bốc. Đấy, tôi sẽ lấy đồng xu. Đấy, anh em xem tôi mà học hỏi lấy cái đồng xu đấy nhá. Nhiều bạn cũng không biết lấy cái đồng xu nữa đấy. Ok. Bru. Yo. Nhạc rất là hay luôn. À, những cái game như này điều hòa nó như này ấy, thì thường là nhà sản xuất cho những cái nhạc rất là bốc và rất là nghe rất là phê luôn. Như DJ ấy. Ok. Cái này là cái đoạn rất rắc. Ok. Ok. Ok luôn. Ok luôn. Vâng, và đây là một cái đoạn mình thích nhất. Đây là cái đoạn cao trào nhất nha anh em. Cái đoạn này là cái đoạn cao trào nhất. Và nó qua một cái đoạn khá là khó. Easy. 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 Lâu quá không chơi được, chơi một máy tính nó chứ. Phải nhảy trễ trễ một chút chứ nhảy sớm quá là đài đấy. Yeah, mình đã kết thúc được màn thứ 2 chỉ trong vòng 3 phút và 4 lần thử. Ok, và mình vừa rồi đã phá đảo xong cái màn thứ 2. Thì đây hai màn 100% luôn và Power Chip. Rất là khó luôn. Bây giờ tôi sẽ phá đảo một lần nữa. Lúc trước là tôi phá đảo một lần trên điện thoại rồi. Vâng. Cái này thật sự là rất là khó. Mình hồi xưa mình chơi cái này là 3 ngày. Mất 3 ngày để mình phá đảo được cái màn này. Mấy kia thì cũng 3 ngày nốt. Nói chung là khó. Mỗi cái level nó khó khác nhau nè. Nó không có giống. Đây tôi sẽ lấy xu nè. Nó không có giống cái level nào hết ấy. Cái gai này kia nó làm rất là khác. Đây lấy xu chỗ này nè. Lúc trước mình chơi mình nhớ đấy. Đây cái đoạn này khó vãi liền luôn này. Ok boy. Yeah. Qua rất là dễ dàng. Why you do this? Ok, Spider-Man thôi. Cái đoạn này thực sự là rất là nhanh. Để rất là nhanh mới qua được mấy cái này. Ok. Ôi. Ok phải. Ok. Bây giờ tôi sẽ cố gắng.
Ôi. Cái nhạc nghe cũng phê phết đây nè, tùn 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 tùn, nghe rất là phê luôn. Và hiện tại mình chỉ đang chơi như này chỉ để nghe nhạc thôi chứ chả làm gì. Ok, cái đoạn này là cái đoạn khó nhất trong game luôn. Lượn lượn lượn, quay. Ok, thoát rồi thoát rồi, thoát khỏi địa ngục rồi. Vậy đi, cái đoạn này khó vãi chưởng luôn này. Oh shit. Oh fuck. Ôi. Tí chết. Anh em chỉ cần đụng vào cái cam cam thôi là chết ngay lập tức ấy. Ok. Spider. Ok. Tức là rất là nhanh, không thể nào nhìn kịp luôn đấy. Rồi cái đoạn này. Oh boy. Không 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 lặp lại hả? Chúng ta sẽ lặp lại mà. Không lặp lại, ok. Tôi sẽ cố gắng không lặp lại một lần nữa. Và qua luôn cái màn này. Wow. Ok. Oh shit. Ôi. Woo. Bình tĩnh nào. What the fuck? Oh. Oh shit. Hay quá. Chỗ này nó rất là nhanh nha. Hay quá. Ai. Ok. Yeah. Cái này em biết sao, tại vì nó quay ngược lại nữa. Rất là khó. Ok, nice. Nice boy. Spider-Man. Rất là nhanh, không là đụng vào gai. Ok. Oh. Oh shit. Khó vãi nồi luôn. What? Có thể phá được cái game này. Vãi trưởng thật. Hy vọng thì anh em xem clip này ủng hộ giúp tôi để tôi lên được 2000 sub nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tôi sẽ cố gắng ra nhiều video chơi game hơn cho anh em xem. Và dịch này tôi không thể nào làm video ngoài đường được.
Oh shit. Okay. Đây hình như là bản nâng cấp của Geometry Dash Line. Nó rất là khó. Holy shit! Oh my god! Yeah! Oh my god! Đã qua rồi, đã qua rồi! Mình đã qua rồi anh em ơi! Wow! Yeah! Wow! Thực là đúc kết lại là một cái game mà nó gây nghiện cho người ta nhưng mà rất là hay. Game chơi chỉ để nghe nhạc thôi. Và tôi mất 34 lần thử và thời gian là 12 phút để hoàn thành xong. Tôi phải mất 12 phút để hoàn thành cái trận đấu, hoàn thành cái level này anh em ạ. Đây, ok hết rồi nhá. Nếu anh em nào thấy video hay thì cho tôi xin một like, một subscribe, một đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bạn những video sau. Bye bye.